Ngày 29 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp quỹ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Đến tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Cao Xuân Bá. Tham dự lớp học có 270 học viên là cán bộ quy hoạch cấp quỹ cơ sở, thời gian học diễn ra 3,5 ngày các học viên được nghiên cứu học tập các chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới công tác phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi quỹ bí thư chi bộ công tác dân vận, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát biểu tại lễ khai giảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc cao xuân bá, mong muốn các đồng chí được cử đi học cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sắp xếp thời gian công việc để tập trung cho việc học, nghiêm túc lắng nghe, tích cực nghiên cứu, phát biểu trao đổi, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao.